Sau hai trận ngồi ngoài vì vấn đề thể lực, Messi đã trở lại đội hình xuất phát của Inter Miami trong trận đấu gần đây. Cầu thủ sinh năm 1987 ngay lập tức tạo ra sự thay đổi về lối chơi bằng việc liên tục di chuyển rộng, mở ra cơ hội cho các đồng đội. Chỉ trong 30 phút đầu, siêu sao người Argentina có 30 lần chạm bóng, dứt điểm 2 lần và tạo ra một tình huống ăn bàn rõ rệt cho Inter Miami. Tuy nhiên, phút 37, huấn luyện viên Gerardo Martino bất ngờ quyết định thay Messi bằng Robert Taylor, khiến các cổ động viên không khỏi sững sờ. Trước đó 3 phút, Inter Miami cũng chịu tổn thất lớn khi hậu vệ cánh trái Jordi Alba rời sân vì chấn thương. Messi sau đó đã rời sân trong sự thất vọng và đội ngũ y tế của Inter Miami đã yêu cầu anh vào đường hầm để kiểm tra kỹ hơn về chấn thương. Huấn luyện viên Gerardo Martino chia sẻ về tình hình chấn thương của Messi và Jordi Alba vào giữa trận và cho biết họ sẽ đánh giá khả năng ra sân của cả hai trong những ngày tới. Messi đã phải đối mặt với cơn đau ở bắp chân và cảm thấy khó chịu từ ngày 8 tháng 9 sau khi đội tuyển Argentina đối đầu với đội tuyển Ecuador. Chấn thương này đã khiến Messi phải ngồi ngoài ở trận đấu gặp đội tuyển Bolivia.